Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi đám thờ nôi. Xin mời cả nhà cùng theo dõi đám thờ nôi ở miền Tây nấu những món ngon đặc sản gì nha. Cái này đã trước thì cái dưới đó mình là tính sao. Cái này nè. Nè, cái ỉ này không hút được. Nó gì nè. Nó dính lại nó không có rời ra ha. Xem video nếu thấy hay, xin cả nhà hãy để lên một like, một đăng ký để cho nhóm Hảo Quý miền Tây của chúng mình có nhiều động lực ra thêm nhiều clip hay hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Nó được già ra đi rồi bắt đầu 12 cháo ở dưới, 2 đi xuống. Đây là cái món giò heo hấp cải chua nè cả nhà. Sau khi mình làm giò heo cho nó sạch rồi á, mình đem đi ram. Mình ram cho nó già xong mình rửa lại. Rồi sau đó mình mới đem đi chiên cho nó giòn lên. Rồi mình tiếp tục là mình hấp lại cho nó mềm nữa. Rồi mình mới làm được ra cái món giò heo hấp giò cải nha cả nhà. Bông này để cù lao nè. Này cắt bông để mơ để cù lao nè các bạn. Đẹp quá ha. Ai làm khéo quá trời vậy nè. Đó anh dâu đưa. Vậy hả? Lặt bây giờ. Ré đổ ra. Vậy này hả? Thôi để gì quay đi. Mới mốt rồi. Không quay phim. Cái này là dưa cải nè, để ngày mai hấp dưa cải nha cái nhà. Cái này đúng hả? Ờ, đúng hả? Này gừng hả? Có gừng nữa hả? Này thịt ba rọi, đem chút ớt kho. Này đường phèn mình đâm nhuyễn ra nè. Để họ ớt vô thịt kho. Này mình ớp đường phèn lên cho nó ngọt hành ha. Đâm tỏi mười thấy mỗi tỏi không? Này tỏi này cháy luôn anh. Tỏi này mở tủ hơn không? Mở tủ không? Ở đó được không? Từ tính chắc miếng á. Chắc miếng đi. Miếng dạp vô luôn ngon. Tủ ở trong mớ mùa nữa tí trong tủ xay nha. Mở ra. Cái miếng vô kẹp vô ăn mới ngon, trời đỡ sợ nổi vô ăn mới ngon. Đổ vô đây là chín thôi. Đổ nước nóng vô, lấy cái nước. Chứ không lấy cái sáng hả? Này ớt mình bầm cho nhuyễn ra. Xong mình đổ nước sôi vô mình lấy nước. Bà hai ba ớt bài bản quá ha. Vậy ngon. Chứ gặp như người ta là người ta bầm nhẽ như người ta dục vô luôn rồi. Vậy đó. Rồi lấy cho sáng à. Này nè, để vô nước tương, nước mắm. Vậy ha. Nó không có cay mà nó đẹp. Dạ. Bà hai đúng là thầy nấu ha, bà ớt bài bản ghê không. Bà vậy tương chắc ớt, ớt không ngon. Vậy hả? Cho ngon đi. Ờ, để cho bà hai ba ớt coi cái món này, cái món thịt kho này nha. Tôi kêu là tôi làm á thì giờ tôi đi. Tôi có giấu mà mới ốp làm. Dạ. Mà gặp như con là chắc con bầm nhuyễn ra là chắc con dục vô trong cái thịt kho rồi. Chị dẫn đi lấy đồ nghệ quá. Chị dẫn lấy đồ nghệ quá. Ây, sao hỏi ba còn chưa, đi về bắt bê rồi trời. Nó biết đâu mới là dẫn, chút có đã liền. Tại bãi đều lớn, bãi hồi lớn la làng. Cái này là ớt bầm nhuyễn ra, để nước sôi vô dắt ra mình lấy cái màu thôi, để cái xác lại để vô nước mắm hay gì hay ha. Ừ. Mắm là này kia đó ha. Này chanh cắt ra lấy nước ha hay gì hay. Chanh nó kho thịt đó.
miếng thịt mình nó trong lắm, nó dịu ngon. Nó trong cái nó mau mềm ha. Dịu ngon. Con tha nó thử miếng thịt mình. Muối bọt đâu? Muối bọt. Có muối bọt không? Nước tương, nước tương đâu? Nước tương. Mấy hà, ba mấy hiền. Cái này mình để vô miếng nước tương nữa. Với để vô miếng muối nữa nghe nha. Miếng muối là mình để vô là cho thịt nó đừng có rã ra. Nó không có bị bấy. Dạ, nó không có bị bấy. Chanh thì nó trong miếng thịt. Dạ, để vô một trái chanh. Nước tương thì nó thơm. Dạ. Trời ơi, mình nhấc. Rồi, này mình đổ vô mình ớt. Có bọc không? Quên đi bọc. Bọc gì? Bọc đựng mấy cái đồ. Bông ký được không? Trong đây là có đường phèn nãy rồi phải không vậy hả? Đường phèn rồi. Đường phèn. Rồi để cho nó nướng một lát rồi cái... Tỏi cô chưa thấy gì hết. Tỏi có tỏi không vậy hả? Tỏi. Tỏi đâm chung với đường. Với bột ngọt. Có bông tự nữa đó làm đi. Đâm bởi giống nó không có làm không được nha. Tôi nói thiệt đó. Dạ. Sao mà vô bỏ cho mẹ rồi cái bắt rồi cái nấu rồi xong rồi. Không đúng nha, tội gì vậy? Dạ, để nó lát sóc vô nồi. Như vậy là ớt trong đây là ớt nè. Ớt vắt ra lấy nước để ớt cho có màu nè. Tỏi nè, đường phèn. Với miếng muối, với trái chanh. Cái này mình ớt làm món phù lao. Không, này ớt heo. Ờ, ớt dừa heo à? Này ớt do cái dừa heo hấp dưa cải. Đây mình để tỏi. Nước tương. Cái trắng nó cho nhà tôi còn mới kìa. Còn không? Dầu hào. Rồi. Gì vậy? Để bán chiều nay có ăn khá lớn. Này đừng chảy. Còn khi mình ốp này là ốp đừng chảy rồi này kia hả? Cũng ngon. Chứ thấy xào, xào cũng ốp đừng chảy đó hả? Chảy cũng ngon. Làm gì mà có bơ nó như thế này vậy sao? Cái gì à? Cái này bột nêm. Cánh gà này mơ chân luôn. Mơ mới lấy. Mơ gà, nhóc gà. Có nấu làm gì nữa trời. Thôi, tự đứng đầu chiều nay đẩy mấy thằng nữa. Thở hả? Thở nè. Sao thở chứ không dở vô nấu luôn, phải nấu luôn. Hả? Đây cũng phải nấu hả? Đâu có đâu. Này giò heo mình chiên rồi đó nha. Giò heo hấp dưa cải nha đó nha. Mình ram xong rồi bắt đầu mình chiên lại. Này mình chiên cho vàng rồi cái xong rồi cái mình ốp vô cái nó ốp này đó. Ốp xong lại hồi nó bắt lên hấp luôn ha. Ừ, bắt lên hấp luôn. Kinh nghiệm vô mà đại ra. Quay nè em ơi nè, cái nước công ty rồi lên nó hát nó nhảy nó lần ba lần bộn. Cái này là mía mình chẻ ra mỏng mỏng. Mình chẻ ra mỏng mỏng như nè. Rồi mình lót với lót với nó thơm, nó thơm lại với mình có chụp lửa nhiều đó không có bị xích tết. Dạ nha. Nó có mía vô nó thơm dữ lắm. Để chút cho kho này coi nó bay mùi thơm dữ lắm. Mà hai bác kho bài bán dữ sợ luôn á. Tôi đã dạy cho tôi không là nó học rồi chiên. Này mình ốp nó cũng thấm này nè. Bây giờ mình xách vô trong cái nồi. Đơn dạo dạo. Xách vô trong cái nồi để mình kho. Trời ơi, mày học làm chi mất công mệt lắm rồi ơi. Học cho biết gì ha. Học gì thì khó ăn. À. Mệt lắm. Giờ mình về mình kho ăn, mình kho cho chồng cho con ăn.
không có này không có gì hết. Xuống cái ngày này mệt lắm. Ba loại bao nhiêu ký chị? Không biết thôi, chưa ra tính tiền đó. Mấy ký cái này là mấy ký? 3 ký. 3 ký. Có 20 ký. Ở trên núi Sam là 130 ký. Ở đây 120 á, mà còn mức này bao nhiêu? Và mua hàng ngày thì 120 đó. Dạ. Yeah. Giờ mức nhiêu? Lên xuống. Ở đây chắc 120 quá. Tại vì trên núi Sam lúc nào nó cũng bán mắc hơn chỗ khác 10 ngàn. Thấy ta mua kho là 120 thôi mà. Mua của ai? Của bà đợi nó kêu thịt xay không xay cho tôi á. Kêu tôi nguyên miếng rồi bằng sáng ra. Gì? Quay ta mà cái gì? Đâu có chồng. Đều. Có chồng dân dân. Chết quay làm gì? Lúc mình kho chị hai sắp vậy là lúc mình kho mình không có chở luôn á hả? Có chở không? Có chở miếng thịt đó. Cái gì? Vì hai sắp vô nó ngăn nắp như vậy là lúc mình kho rồi vì hai có chở miếng thịt qua lợi gì không? Không. Không à? Để tự nhiên. Cứ để vậy luôn ha. Ừ. Không có chở, không có gì, không có nhúc nhích cục cạch gì hết. Vậy đó hả? Ủa, vậy đó. Rồi, đổ cái nước ốp vô. Đổ nước vô lên bắp lên cơ. Cái nước ốp nãy là mình đổ vô luôn ha. Ừ. Mày học có gì hai nữa, tết từ kho thịt tết ăn ngon à. Mời mày ra không? Mời mày ra mày ăn. Mời ra ăn luôn, có thiệp mà. Mời ra ăn. Đó có thiệp mà. Đó có thiệp nè Trang. Dạ trời ba ba. Dạ. Rồi cái này mình sắp tiếp một lớp mía lên mặt nữa nè. Lấy cái tô cái gì dằn lên. Lấy cái gì nặng nặng á mình dằn lên. Dằn lên. Rồi kho tự nhiên, kho hoài chậm lửa. Thần thần luôn. Cái này nó ra mùi nó thơm lắm ha, vậy hay ha. Ừ. Thơm lắm. Hên á, mía của tôi đâu mà có vậy chứ không ấy thì mắc thì chặt mía lao à. Ừ. Mà mía lao nó đâu có ngọt bằng mía này hả chị hai ha? Mía lao nó không thơm bằng mía này. Ừ, mía này là dạng như mía đường nè. Ừ. Rồi sao mà nó đỡ thôi chừng kho ấy mấy rồi mới để nước mắm vô. Này mình đổ nước dừa vô. Ừ. Đổ nước dừa vô là mình đem mình đi kho luôn đó. Kho nước dừa nhiều quá đâu có được. Kho nước dừa nhiều quá đâu đen thui. Kho dừa cái chuẩn thôi ha. Ừ. Này mình đổ thêm bịch nước dừa nữa. Cái này là lưỡi heo nè, gan nè với tim. Đây mình sắc ra để mình làm cái món món cù lao. Mình làm cho sạch xong rồi mình luộc rồi mình để đồ niêm vô luôn rồi nghe cả nhà. Cho nó thấm vô cho miếng thịt cho nó ngon rồi đó. Giờ mình nhìn chỉ sắc ra thôi rồi mình xếp lên cù lao thôi. Chả nè. Ừ. Rồi dàn cào nè. Cái gì? Dàn cào của mình á là vịt mình đánh ra. À biết rồi, biết rồi. Chết chưa? Ừ. Còn khô. Thông rồi kìa. Này mình bắt cái nồi lên mình kho thịt luôn. Đẹp quá, kho không ngon. Chậu đó mình cứ xài đi. Qua cái kia rồi mình này, dớt cái lần này cho mình tiếp cái đội đi mơ. Chiên gà cái bỏ. Mơ.
Cái củ lao. Chiên có nhiêu hả? Hộp dịch đó. Chiên tới 10 trứng rồi. Ừ. Trái thì trái bánh xèo vậy ha. Quá nhiều. Hồi nãy mấy trứng? Hai trứng, chắc làm 2 trứng rồi đó. Rồi như cái này mình cuốn lại mình sắc hay gì nè phải không? À. Mình làm trứng một rồi. Hai trứng nó hơi dày cái giữa nè. Hơi dày. Chắc làm ăn trứng. Cái này mình chiên hộp vịt tới mình cuốn lên sắt mà mời để vô trong cái cù lao. Cái này cái rửa cải sau khi mình rửa sạch mình xả nhiều lần lên nước lạnh này, bây giờ mình ốp. Ốp trần ngày mai hấp hấp với giò heo hấp với cải. Ừ. Trong cái nước này gì chị? Nước đường. Đường giấm thắng. Đường với giấm mình thắng lại. Ốp vô dưa cải. Ốp vô dưa cải. Ốp dưa cải cho nó thấm đặng mình nấu kẹo không? Ngày mai mình hấp giò heo. Hết không ta? Hả? Gì? Ít. Ít hả? Cải hả? Không, cải gì nó vừa. Ít nước hả? Không được à. Làm lỏng quá không ngon ra nước á. Không có mà ví dụ mình xíu chua. Xíu chua mình nêm vô. Nêm nước này luôn hả? Mình thắng. Chua thì ra chua rồi thôi. Không, cải này cũ chua lắm á. Mà cái này mình nên là làm trước bữa. Trước phải không? Cho trước nó thấm. Bữa cho nó thấm. Làm trước bữa cho sáng nó thấm. Sáng mơ mình lấy vô rồi nó vừa ăn ngon. Cái này cái nồi thịt kho nè cả nhà. Mình kho mình để mía lên trên thì mình kiếm cái gì nặng nặng á. Này mình lấy mấy chiếc đũa này mình dằn xuống này rồi xong mình lấy cái dĩa trên nặng nặng mình đè xuống. Mưa củ cải trắng ở đây mưa nó súp. Cái giò heo này sau khi mà mình chiên vàng rồi mình đem lên mình hấp lại lần nữa đó nghe cả nhà. Mình hấp lại cho nó chín bằng cho nha, mình cho nó mau mềm á. Lúc mà mình hấp với dưa cải á cho nó nhanh. Ủa nó độn lên vậy rồi sao vậy? Không bây giờ mày lấy cái kia lấy cái nồi á. Không súp người ta để ngăn dưới đi nè. Hai bọc cái gì này sao anh vừa cái gì dằn lên cái gì nặng nặng vậy tại mình đang hấp giò heo luôn nè. Cái này là đang quấn vàng cào để vô cù lao nha cả nhà. Cột lại lấy chuối cột này. Đây là vịt nè. Vịt mình chiên ra. Ba cộng. Đây cà rốt nè. Bố không lại đi, anh đi. Thịt nè.
thịt để mình chét vô trong cái miếng này nè, miếng vịt nè, xong rồi mình cột lại rồi mình đem hấp. Bấm lên hảo quý miền Tây á, cái bấm lên nấu bữa nay mơ nó lên. Đây thịt xay nè, thịt xay mình quết, mình ốp gia vị xong rồi có bắt đầu mình chét lên trên cái miếng hộp vịt chiên. Phải chiên nữa, chả chiên nữa, mồi chiên nữa nè. Mồi này phải mình mua nguyên cục chả bỏ vô mồi đánh nó. Ừ, sao nó quên. Đánh nó mấy ấy nè. Đánh nó mới dai. Còn này nó không có dai. Không à. Sao nó quên. Còn dặn cây vô ông chả là 200.000 ký. Chả thắc lát. Chả thắc lát vậy. Dặn rồi. Rồi lấy. Đúng không? Thật ơi, tôi nói thiệt đó nha. Đó thì không có đám đâu mà sao tôi nghe tôi đám thì tôi ngủ nghe không được. Tôi ngủ không được. Làm sao thích hơn thích hoài vậy đó. Thấy cái này mà rồi. Còn nữa để lại. Còn mời cậu chặt nó ngắt rồi đó. Vậy có 1 cuốn nữa hả? Chán mấy cuốn gì? 6 cuốn. Được không? Được không? Nó thiếu nữa. Quên nó trời. Nhiều nó gan đồ nữa. Rồi sáng thì tôi quên mua 100 gram cái chả ớt chét nó mà. Nó dài nữa mà. Đấy. Đấy bà. Mẹ thịt cũng ăn vô lụm này. Ngon. Dưới ra lụm gì không? Dưới ra chả. Chả rồi à. Cái heo nữa. Dưới heo ấy à hả? Thật cực bữa nay mơ cái như mình làm cái này là gọi cái món rồi đó. Mơ nó súp lên cái là gọi rồi đó. Cái này còn nhặt xéo xéo nữa nè. Chắc xéo nữa rồi chả, chả nhồi chiên nữa. Nhồi chiên ăn nó ngon. Giò chiên ăn nó không bằng. Gãy nước đá chưa? Chưa rồi, để làm gỗ trên đi rồi bắt đầu mình nó kiếm đá. Đá là dằn đồ ăn á hả? Ừ. Đồ chín chân người sợ gì đâu có đồ sống người sợ. Đâu có tôm gì đâu sợ. Nó bị thúi. Nghĩ ăn luôn. Này này là ngót máy. Để hiểu không? Bà, bớt bớt nó cục nó lại. À thôi vậy hai. Cứ kho vậy hoài đó thấy vậy hai ha. Vậy là con không có biết đâu, con ngót rồi con kho rồi con chở tới chở lui tùm lum tà la hết trơn á. Miếng thịt nó. Vậy hả? Nó dễ dặt. Dạ, rồi hôm nay học được có bí quyết kho thịt của vậy hai rồi nè. Hai con thịt chở hoài. Chở nó thịt nó không có đẹp. Rồi sao mày đẩy nắp lỡ được không mày chết con hoài vậy? Mấy cái miếng chả này mình đem mình hấp luôn nè cả nhà. Kêu chả gì quên nữa rồi sao? Mày lấy cái thao mày úp lên đó thì quá mai. Dàn cào. Này mình đặng mình hấp chín rồi xong rồi nữa mình cắt ra mình để lên trên cù lao á. Vậy đây là được đó mày lấy đi. Được. Đây nè thịt kho. Mình kiếm cái gì mình nặng mình dặn lên cho thịt nó nằm ở dưới nước á. Cái này khi mà mình kho mà nước mà nó sắc xuống đó cả nhà là mình đổ thêm nước sôi nha. Ừ. Mình không có đổ nước dừa nữa, nếu mình đổ nước dừa vô nữa là cái màu của nó đen lắm. Ừ. Còn mình đổ nước lạnh thì nó không có ngon, mình phải đổ nước sôi. Đổ nước sôi vô. Không có đổ nước lạnh. Bí quyết nấu của dì hai. Thợ nấu già lâu năm. Ừ, cái màu nó không có được tươi hùng quá thì
cái màu không có được đỏ hơn á, xịt vô miếng nước tương vô. Dạ. Nếu cái màu mà mình ốp mà lỡ nó không đỏ đó thì không có đỏ, không có đỏ đẹp nhiều đó thì mình để vô miếng nước tương. Xịt vô. Dạ. Cái này là da heo mình đã ngâm qua nước rồi phải không? Ừ. Da heo mình đã ngâm qua nước, da heo khô. Mình ngâm qua nước rồi cho nó mềm, nó nở. Xong bây giờ mình cắt ra. Cái phần này cũng để vô trong cái cù lao luôn. Chạy phải mua 20 ngàn đá không đi. Ý à? 20 ngàn đá. Cái nồi thịt kho mình vẫn đang kho. Cái này mình kho khoảng chừng bao lâu nó mới mềm nữa nha. Nếu mà đun lửa mạnh vậy nè. Tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Kho từ trước giờ đó. Dạ. Từ từ nó ngả màu lại ha. Bây giờ heo mình hấp nó cũng mềm rồi nè cả nhà. Bây giờ có nước ớt còn lại để mình đổ vô luôn cho nó thấm. Cái này thịt kho vẫn còn đang kho. Kho cho nó rượu lại. Từ từ nó lên màu. Từ từ nó lên màu. Bả kho rượu ngon lắm. Quay quá chúng ta quay quá. Cái này sau khi mình kho cũng được một tiếng rồi nè cả nhà. Nó cũng mềm mà giờ mình để nước mắm vô. Mình nêm lại. Tại nếu như mà mình để nước mắm trước á, thì nó... thịt nó cứng. À, thịt nó bị cứng. Rồi cái... đừng có thấy mà nó có mỡ mà hớt nha. Dạ. Đừng có hớt. Sao vậy vậy? Hớt cái miếng thịt nó không có bóng. À dạ. Thấy không? Dạ dạ. Chừng nào mình sửa sang múc mà mình hả hớt. Dạ. Hớt bớt. À. Kinh nghiệm quá trời luôn ha. Hớt mở nước cái thịt nó không có bóng. Ở đây giờ heo mình hấp cũng lâu rồi nè. Cũng mềm mà phải không? Cái này mình nêm nước mắm nhưng mà mình vẫn tiếp tục kho nữa, chắc kho nữa cho nó lên màu cả nhà. Rồi sau đó mình mới để hộp vịt vô. Rồi khi nào mình ăn á là mình mới lột hộp vịt ra. Chứ mình không có lột cái hộp vịt ra sẵn nha. Hộp vịt ra sẵn nó bị cứng. Đây hộp vịt đây. Chút nữa mình sẽ để vô trong cái nồi thịt kho đó.